Xin chào quý bà con, ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây lựu đỏ Ấn Độ nha. Hàng của bên trung tâm cây giống là hàng nhập khẩu nha bà con. Đây, khi cái cây lựu mà bên trung tâm cây giống nhập về nuôi chậu, cây nó đang đi cơi nè, cây nó đang đi cơi đi đọt ha, đi phượt nè. Những cây lựu đỏ Ấn Độ nó đi cơi đọt thì nó sẽ ra sắc tố màu đỏ giống như vậy, mới chuẩn là cây lựu đỏ Ấn Độ ha bà con. Hàng chuẩn lựu đỏ Ấn Độ, hàng nhập khẩu luôn. Khi mà quý bà con chúng ta nhìn cái cây lựu đỏ Ấn Độ hàng nhập khẩu thì chúng ta nhìn cái thân cây nó rất là già nha, cái thân cây nó hóa rỗ. Khi mà cái cây mà được nhân giống tại Việt Nam thì chúng ta trồng thì năng suất nó không có và trái nó không có được to hơn là cái cây mà chúng ta nhập khẩu ha. Cái cây đó thì chúng ta nhìn vô cái thân cây thì nó sẽ ra sắc tố màu xanh ha bà con, tại vì cái cây nó còn non á nên chúng ta nhìn vô thì nó sẽ ra sắc tố màu xanh xanh. Thì bên Ly có cái cây giống nhỏ giống như vậy và có những cái cây to, Ly chia sẻ cây giống nhỏ trước ha. Cái cây giống thì bên trung tâm cây giống sẽ nhân giống là thể loại là cái cây chiết cành, cái cây chiết nhìn trên những cái cành mẹ nên chúng ta trồng rất là sớm trái. Còn chiều cao của cây thì nó cao khoảng 3 gang tay đổ lên, 3 gang tay đổ lên tức là khoảng 60cm đổ lên ha bà con, 3 gang tay. Còn cái gốc thì nó cao, cái gốc thì nó to khoảng, có gốc thì nó khoảng ngón tay út, ngón giữa, ngón kế, có gốc to nhất thì bằng ngón tay cái ha bà con. Thể loại nhân giống là cây chiết cành. Đây nguyên một cái lô lựu đỏ Ấn Độ luôn, trồng rất là sớm cho trái nha. Chúng ta trồng đất thì tầm khoảng 10 tháng nếu chúng ta chăm sóc tốt, còn khi cô chú anh chị trồng chậu tầm khoảng 1 năm thì quý bà con chúng ta có trái để thưởng thức rồi nha bà con. Đây là cái lô lựu đỏ Ấn Độ hàng nhỏ nha, cây giống nhỏ ha bà con. Đây nè, có những cái cây mà nuôi trong chậu nhỏ xíu nè là nó ươm hoa rồi nè. Đây là cái hoa cái này nha bà con, còn hai cái hoa kế bên hông đó chính là cái hoa đực. Khi mà cái hoa này nó nở ra thì quý bà con chúng ta mà kỹ chúng ta lấy phấn cái hoa đực này chấm qua cái hoa cái thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ đậu trái hơn và trái nó sẽ to và nó đẹp hơn ha bà con. Là cái cây giống nhỏ nè, giá bán là 150.000 trên một cây nha cô chú anh chị. Là chúng ta thích trồng số lượng ít á, thì bên Ly có đóng hàng bưu điện nữa. Quý bà con chúng ta trồng mà một vài cây thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Số lượng ít thì Ly cũng vẫn ship hàng cho quý bà con chúng ta nha. Qua đường Viettel Post giống như Tám Thành Kiện, Đình Kiện giống như vậy nè. Đó, mấy anh đang đóng thành kiện hết á. Quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Đóng hàng rất là kỹ nha. Có nhiều anh chị hỏi là đóng hàng cây giống online giống như vậy á thì nó có đảm bảo an toàn hay không? Xin thưa với quý bà con chúng ta, hàng mà quý bà con chúng ta chưa nhận, chưa thanh toán thì hàng đó vẫn là hàng của trung tâm cây giống, tức là hàng đó chưa có thanh toán nha. Thì Ly sẽ cố gắng đóng hàng kỹ nhất, tại vì hàng đó cũng còn là của Ly ha bà con. Bà con chúng ta cứ yên tâm ha. Đây là cái cây giống nhỏ nè. Rồi, tới cái cây giống to. Đây cái cây giống to đây ha bà con, hàng được nuôi chậu hết. Đây hàng nuôi chậu nè, có cây to giống như vậy thì quý bà con chúng ta trồng nó sẽ rút ngắn được thời gian cho trái hơn, tiết kiệm được thời gian trồng tầm khoảng là 1 năm ha bà con. Đó, tầm khoảng 1 năm trồng hết. Có những cái cây nó đang hoa luôn nè. Đây là cái hoa đây ha, có cây nó đang hoa luôn. Tại vì bên Ly nuôi trong cái chậu thì nó sẽ ít dinh dưỡng hơn, thì nó không có tốt bằng khi mà quý bà con chúng ta trồng đất nha. Đó, đây ha, số lượng thì còn rất là nhiều nha. Quý bà con chúng ta thích trồng cây giống nhỏ hay cây giống to về giống lựu đỏ Ấn Độ thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn nha bà con, và sẽ báo giá hoặc là tư vấn cho quý bà con chúng ta cách trồng, cách chăm sóc cây như thế nào ha. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều, trong suốt thời gian qua bà con luôn yêu thương và ủng hộ và đồng hành cùng trung tâm cây giống. Còn bây giờ đi xin chào và hẹn gặp lại.